Bắt ông ta hiểu lầm chị. Rồi, tới em. 3 phần. Rồi, qua bên đó lấy giùm chị. Tiếp theo là 3. 2 phần. Hai phần. Ok, em mấy phần? Hai phần. Đó, cảm ơn em. Hai phần, ok em. Chị sẽ góp được không chị? Được. Mỗi đêm nha. Nguy hiểm quá chị ơi. Hai phần. Rồi tới em, tới anh á. Xích lên đi con, cái hàng của con được đang ngồi được tính đó con. Hai phần 60. 3 phần. 3 phần 90. Ok. Thời gian đầu á mọi người biết không, em á hả, ngồi bán ngoại á mà dịch á, lực được đem khách đưa ra một ngày chạy vô nhà chạy ra chạy vô cả trăm lần, sách đem ra mà khổ lắm, mồ hôi nước mắt, cố gắng bán cài lấy tiền, chứ đâu phải như những cái gian hàng khác thì mình không biết, mà riêng gian hàng của mình á là bánh tráng trộn mọi người biết mà, trộn có mấy đứa mà trong nhà của các thi nó trộn riết mà cái tay nó bị khớp luôn, nó trộn như nè mà cái cổ tay nó bị loãng luôn. Con gái ơi gì đó. Dạ, hợp đi hỏi ăn cái gì vậy mày à? Sau một ngày lao động quần quật thì tôi hỏi ăn mì xào bò chắc hết rồi. Hôm nay mệt mà vui mọi người. Thấy học thư thoại rất là vất vả với các thuê nha các bạn. Lo buôn bán rồi hôm nay lo cái vấn đề sắp xếp vấn đề từ thiện và phát quà cho cái những người nghèo. Và ăn uống thì rất là trễ. Rồi trưa ăn cũng trễ, bây giờ cũng ăn cho qua lo cái hộp mì xào. Rất là vất vả nhưng đó là một cái niềm vui của học thư thoại đó các bạn. có những cái mệt đó, nhưng mà cái mệt mà nếu mà cái mệt đó đánh đổi được niềm vui thì mình chấp nhận. Rất hay nha các bạn, cái mệt mà mình đánh đổi được cái niềm vui của mình thì sẽ cũng không thấy mệt và thấy vui vẻ hạnh phúc hơn. Cảm ơn học thư thoại nha. Cười lên nha. Ok chị. Có bánh rồi chị Huy. Ok. Rồi bán đi. Trời ơi, giống cái vụ cua bả ghê, méo mó tùm lum hết trơn. Đó. Trời, giờ nhiều người ta đang ngồi ngoài, ta chừng nhịp giò, ta được mua bánh rồi đó. Mọi người được mua giùm á. Mấy người kia, ta đâu có cần phải ra ngồi xếp hàng đâu. Đúng không, mọi người đâu còn... Từ từ đi. Mọi người hiểu em không? Mọi người đâu có cần.
người ta đâu cũng phải xếp hàng, mọi người mua giùm chứ, người ta đâu cũng xếp hàng. Hay vậy. Rồi. Bây giờ là tới ai vậy ta? Tới em, ai là tới chị này đi. Chị. Em để tới một hai vòng nữa tới em, tại vì em đi mua giùm ta. Hello mọi người, chào tất cả mọi người đang xem livestream giùm mà cho. Bốn phần chị đem tiền lại cho em đi chị. Uống thoại đâu rồi? Thoại ơi, Thoại. Ok chị. Đó. Chào tất cả mọi người đang xem livestream Hoàng Kim Cát Thi, Cát Thi Hoàng Kim. Mong người chia sẻ bên kênh YouTube dùm cho Cát Thi Diva, Cát Thi Official. Hôm nay là thứ hai đầu tuần của gia đình Diva. Thì mong mọi người nhớ chia sẻ địa chỉ là 1112A Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8. Ok em. Rồi đưa cho em nó đi Thoại ơi. Tới cô bé áo đen. Đúng không? 9 phần 2 người. Ok em. Em chưa nè. 4 phần. Xui cho em rồi đó. Mấy phần? Rồi. Ai biểu em xui? Rồi mọi người đợi em. 3 phần. Rồi lẹ. Ok. Bị cái gì, bị gì đang rối cái gì? 9 phần á hả? Mọi người hàng đó không phải là hàng xếp hàng mua bánh tráng đâu mọi người. Lưu ý chỗ đó không phải là hàng xếp hàng mua bánh tráng. 60 triệu. Hello mọi người. Chân kinh đâu chị ơi? Chân kinh cất ở nhà rồi, gửi cho Duy Khánh rồi. Mắc thăm quá rồi, đúng rồi, mắc quá thăm rồi. Chưa. Con nhỏ hóc hôn đó còn giật tiền chị. Hai phần. Nó định bơm hàng chị đó. Đi chung hả? Mấy phần? Hai phần, 11 mình đưa 100 đô á. Ủa kế, nghe kế nói mê quá, mua 8 phần lấy 4 phần luôn. Tại sao? Quên mất tiêu quá, quên... tại con bịch, lấy con bịch. Hello, đó là do lỗi mình. Nhưng mà mê quá, rồi, mê chị gì nói. Nghe xong quên luôn. Ủa mình háo hức khen đi chứ. Ok, hello mọi người. 2 phần. 2 phần. Ok em. Ok em. Hello tất cả mọi người. Mọi người nhớ đến địa chỉ mới của Cát Thi là 1112A Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8. Bên đó bán tất cả các đồ ăn vặt để phục vụ cho mọi người trên các... Mấy phần? 8. 8 phần. Hết 2 lần đấy. Thôi lần sau đến 2 giờ là cặp. Em đưa 220. Ấy quên. Đúng rồi. Mong mọi người chia sẻ giùm cho chúng em có mật thuộc với mình. Người ta biết là cái kiểu của bà Cát Thi là như vậy. Xong chưa con? Ba phần. Ba phần. Rồi ok. Kìa. Một phần. Đến về nói anh Khánh trả tiền cho chị. Ai? Khánh. Khánh nào? Khánh Zuzu. À Khánh trả tiền cho chị. Ok Khánh Zuzu. Cảm ơn nghe. Chị. Hai phần cho Cách Thi xin 60. Em. Hello. 2 phần.
Mọi người ơi, có tiền lẻ không? Có 10 ngàn không? Có 10. Đây chị. Đây. Rồi, cảm ơn chị. Hello tất cả mọi người. Ok, rồi chúc bạn là chúc bạn. Không liền bây giờ. Chúc bạn á. Chúc bạn là. Thôi chúc bạn đi. Đến năm qua là bây giờ. Anh quên rồi sao? Không, không quên. À, cầu nguyện bình an cho người chị thì đã xong xuôi rồi, thì bây giờ các thầy đã cũng đã gửi đầy đủ về cho mọi người rồi. Trời ơi, nhỏ bị lạc cái gì kìa. Mong mọi người chia sẻ cũng như luôn luôn ủng hộ, thì mọi người ủng hộ giùm cho các thầy coi như là kích lệ tinh thần để cho các thầy phục vụ cho mọi người qua những chương trình đặc biệt và hấp dẫn. Thì mọi người muốn các thi lua trở lại phục vụ. Chào. Trở lại phục vụ hát về lô tô, nghệ thuật thì cái nọ, mọi người cứ việc ghé qua bên em. Thì sau này em sẽ có một đêm tái diễn lại để phục vụ cho mọi người qua những chương trình kêu lô tô nha mọi người nha. Đúng rồi, bộ phim đó tên là Sớm Sưng Si. Hello tất cả mọi người đang xem livestream của các thi Hoàng Kim. Mong mọi người ủng hộ giùm cho em và chia sẻ điều điều giùm cho em để kích lệ tinh thần cho em. Thì thay vào đó mọi người cần một người, cần một cái xe thôi. Và mọi người qua bên Diva Cát Thi Official nhấn nút, cũng như là mọi người subscribe dùm cho Cát Thi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đó. Có nhiều chương trình mà Cát Thi không có. Hello mọi người. Vô đây nè con. Mọi người biết không, mình diễn á, mình diễn đôi mắt được á, mọi người cười mà không có thân thiện, nhưng mà mọi người cười nè, thân thiện làm sao. Chào tất cả mọi người đang xem qua Bánh Trưng Trộn Diva Official. Mong mọi người chia sẻ giùm cho chúng em nha mọi người nha, cũng như là ủng hộ kinh tinh thần để kích lệ tinh thần giùm cho chúng em. Chia sẻ đó mọi người. Mọi người đã ủng hộ giùm cho các thi rất là nhiều, cũng như là luôn luôn mọi người đã đến đây ủng hộ giùm cho các thi. Trời, bữa nay gầu má ghê á, tóc giả mà làm đủ thứ chiêu trò. Xếp qua Vũ Hán em xếp cho. Chào tất cả mọi người, mong mọi người chia sẻ bên kênh Cát Thi đang livestream bên Facebook. Mẹ Thi thật là mạnh mẽ, là vì luôn cố gắng. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cũng như nhờ mọi người thương yêu mà ủng hộ cho em. Chứ thực sự mọi người biết á, cái nghề buôn bán á, mà không có tình thương á, cứ ngồi đó đi, ngồi một hàng đó giùm cho Cát Thi. Mong mọi người chia sẻ giùm em nha. Đó, Bánh Trăng Trộn Diva sẽ làm hài lòng đến quý vị. Quăng vô giùm em, đúng rồi. Chào tất cả mọi người. Linh hồn. Kệ đi, người ta vô duyên, kệ người ta em. Phải có người này người kia chứ. YouTube quay cái kiểu đó, tôi dám nó giật nè. Nó giật cái điện thoại đó lại, nó đập cái điện thoại. Tôi mới hả dạ. YouTube mà quay ngay ngược, ngay vú ta không hả? Cái gì vậy trời? Mà ác lắm. Tôi tưởng đứng đây quay, đằng kia người ta mặc áo hở vú là chắc quay không kịp rồi. Ông phóng bự ra, ông bấm ngay cái ngực của người ta. Anh thì quá đáng lắm luôn á, thiệt á. YouTube quay ác lắm.
Còn em thì kêu cha gồng quay bự bự ngay chỗ cái dùi cua cho em, để tối em về em canh cái khúc đó, tua đi tua lợi, tua đi tua lợi, tua đi tua lợi, coi cái chục lần cái khúc đó. Mọi người biết á, cái vấn đề là như thế này nè. Riêng bản thân em á, em bán bánh tráng trộn mà em nghe nhiều chuyện xảy ra đó. Họ giống như họ dựa vô cái chuyện mà mình được nhiều người thương mến á, cái họ có lòng đố kỵ á, cái họ lại khó chịu với mình, rồi họ bóc phốt mình lên những cái chuyện mà nó không đáng và không đâu vào đâu. Thật sự Cathy nhìn nhận được. Mọi người thấy không, Cathy ngồi đây ngoài cái sự giỡn đùa thôi, chứ thật sự Cathy không có nói chuyện ngoài khác. Ai làm gì làm, mình không dám nói chuyện của ai, vì mình sợ mình nói đúng thì không sao, mà lỡ mình nói bậy cái mình mang tội, mà vừa mang tội rồi vừa mang tội thêm cái phần ở đời nữa. Mọi người biết mà, cái miệng á, cái lưỡi không xương, nhiều đường lắc léo, cái mô không dành, nó méo mó tứ tung, cái gì nói được là nói hết. Mình nhiều khi á, có nhiều người cái miệng đi trước hơn cái bộ não, não chưa suy nghĩ mà cái miệng đi trước rồi, không biết gì chứ, cứ nói là nói. Chào tất cả mọi người. Khai trương chi nhánh một.